thoái hóa cột sống là một căn bệnh khá phổ biến hiện nay. Người mắc thoái hóa cột sống thì thường gặp phải những cơn đau khá nặng nề về xương khớp trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Chính vì thế mà bên cạnh việc phát hiện và điều trị kịp thời, thì việc chăm sóc cho bệnh nhân mắc thoái hóa cột sống cũng rất quan trọng. Thưa quý vị, đứng cạnh ngay Hải Yến đây là giảng viên Nguyễn Hợp Tấn, giảng viên khoa điều dưỡng trường đại học Dạ San. Xin chào giảng viên ạ, giảng viên có thể giới thiệu khái quát qua về căn bệnh thoái hóa cột sống cũng như là cách chăm sóc cho bệnh nhân bị thoái hóa cột sống không ạ? Vâng, thưa chị, đối với bệnh thoái hóa cột sống này chúng ta gặp rất là nhiều trên các đối tượng khác nhau. Chúng ta có thể gặp ở người già, chúng ta có thể gặp ở người trẻ và thậm chí trẻ nhất ở đây chúng ta có thể gặp ở những thanh niên 25, 26 tuổi là chúng ta cũng có thể gặp. Đối với các triệu chứng ở trên bệnh nhân thoái hóa cột sống này thì chúng ta sẽ thấy rằng bệnh nhân sẽ có thể là bị đau. Thứ hai nữa là bệnh nhân sẽ bị hạn chế vận động. Thì các cái triệu chứng như vậy làm cho bệnh nhân rất là khó khăn trong cái việc mà sinh hoạt hàng ngày cũng như là lao động và học tập. Thì đối với cách chăm sóc đối với bệnh nhân thoái hóa cột sống này thì chúng ta là cơ bản của chúng ta là phòng các cái động tác mà sai tư thế. Và khi mà bệnh nhân bị thoái hóa cột sống này rồi thì chúng ta phải tiến hành đến các cái cơ sở y tế để chúng ta khám và điều trị. Và quan trọng hơn nữa, nếu là bị cái hướng điều trị của nó thì rõ ràng theo phác đồ điều trị ở trên bệnh viện là chúng ta đã có thể là phẫu thuật hoặc là có thể là điều trị nội khoa. Còn ở đây tôi muốn nói đến cách chăm sóc của bệnh nhân thoái hóa cột sống. Những bệnh nhân đã bị thoái hóa cột sống rồi thì chúng ta sẽ có những cái bài tập cơ bản mà ở tại nhà chúng ta có thể tự tập được. Chúng ta mỗi ngày chúng ta chỉ có khoảng tranh thủ từ 10 đến 15 phút là chúng ta có thể là giảm được các cái triệu chứng. Và cơ bản khó chịu nhất là ở trên cho người bệnh khó chịu nhất ở đây là cái triệu chứng đau. Bài tập đầu tiên ấy, để chúng ta có thể là phòng ngừa được các cái triệu chứng này, để giảm được các cái triệu chứng này thì chúng ta sẽ tiến hành người bệnh ở đây. Chúng ta sẽ hướng dẫn người bệnh là co một chân lên. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta người bệnh nằm thẳng ở trên mặt giường, đùi gối sẽ là vuông góc với thân mình và cẳng chân là sẽ song song với thân mình như thế này. Đối với tay, chúng ta sẽ tiến hành là hai tay chúng ta đan chéo và dần dần ép xuống, dần dần ép cái đùi gối vào thân mình càng sát càng tốt. Và tùy theo sức chịu đựng của mỗi người, đến khi mỏi quá thì chúng ta thả ra. Bài tập thứ hai tôi muốn hướng dẫn các bạn ở đây, đó chính là bài tập co cả hai chân lên, hai tay đan chéo vào nhau và ép cái đùi gối vào thân mình, ép càng sát càng tốt và giữ được càng lâu càng tốt. Và khi thấy mỏi chúng ta sẽ bỏ ra và cũng làm tương tự như vậy từ 10 đến 15 lần mỗi ngày. Về tập cơ chéo bụng thì cái tư thế của chân là cũng sẽ là đùi gối vuông góc với thân người, cẳng chân thì song song và chúng ta dùng tay đối diện. Và chúng ta hướng dẫn bệnh nhân dùng một cái đùi gối này chúng ta cố gắng ép vào thân mình và tay dùng một cái lực cản trở trở lại, không cho cái đùi gối ép vào thân mình và giữ như vậy ở một cái thời gian càng lâu càng tốt. Và đến khi mỏi chúng ta sẽ tiến hành đổi chân. Rồi chúng ta sẽ tập như sau, hai chân chúng ta co lên song song, hai chân co lên song song, đùi gối cũng vuông góc với thân mình và cẳng chân thì song song với thân mình. Hai tay chúng ta sẽ đặt lên hai đùi gối, hai tay đặt lên hai đùi gối. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ sử dụng hai cái lấy hướng dẫn bệnh nhân ép hai đùi gối vào thân mình và dùng hai tay dùng một lực đẩy ngược trở lại và làm ở cái tư thế cân bằng như thế này, giữ càng lâu thì càng tốt. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của giảng viên rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng với những thông tin vừa rồi, quý vị đã có cách chăm sóc cho bệnh nhân bị thoái hóa cột sống lưng một cách hiệu quả và đúng cách. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.